Nước và sự sống có vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Nước chiếm khoảng 70% trọng lượng cơ thể và xuất hiện ở tất cả các cơ quan, các bộ phận của cơ thể. Sau không khí, nước là thành phần thiết yếu cho sự sinh tồn. Sức khỏe của bạn phụ thuộc rất nhiều vào lượng nước bạn đang uống hàng ngày. Chúng ta có thể nhịn ăn đến một tháng nhưng không thể nhịn nước được vài ngày. Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, chất khoáng trong nước rất cần thiết cho cơ thể. Nó không chỉ giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, mà còn duy trì sự ổn định của hệ miễn dịch, các hoạt động thần kinh. Chính vì thế, chúng ta cần kiểm tra chất lượng nước uống có đảm bảo hàm lượng khoáng chất hay không để áp dụng các giải pháp cải thiện nguồn nước kịp thời. Khoáng chất có ở trong thức ăn và cả nước uống. Tuy nhiên, khoáng chất trong nước là dễ dàng hấp thu 100%. Nhiều người cho rằng viên uống canxi có khả năng bổ sung hàm lượng canxi thay thế nước bổ sung, nhưng thực tế cơ thể của chúng ta chỉ hấp thu từ 1 đến 3% hàm lượng canxi có trong viên uống. Đối với rau, cụ thể là rau rền, 100g rau rền có khoảng 267mg canxi nhưng khi hấp thu thì chỉ 30%. Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước ăn uống tháng 1 năm 2009 Bộ Y tế 27 chất và vi lượng, tiêu chuẩn đạt mức Mỹ và châu Âu, top 7 khoáng chất quan trọng trong nước: kẽm, natri, canxi, magie, kali, sunfat, mangan. Mỗi môi trường có một nồng độ pH nhất định trong cơ thể người cũng vậy, pH là chỉ số đo hoạt động của các ion hero H+ trong dung dịch. Nếu lượng ion H+ trong dung dịch nhiều, hoạt động mạnh thì dung dịch đó có mang tính axit. Ngược lại, nếu lượng ion H+ thấp thì dung dịch đó có tính bazơ. Trường hợp lượng hero H+ cân bằng với lượng hydroxit OH- thì dung dịch đó trung tính, độ pH khi đó sấp xỉ 7. Độ pH là chỉ số để xác định tính axit hay bazơ của nước hoặc một dung dịch nào đó. Công thức đo độ pH của nước là pH bằng trừ lớp 10 H như vậy, pH bằng 5 có tính axit cao gấp 10 lần pH bằng 6 và gấp 100 lần so với pH bằng 7. pH trong cơ thể người, nồng độ pH trong cơ thể người nằm trong khoảng 7,3 đến 7,4. Từ lúc vừa mới sinh, cơ thể người đã mang tính kiềm. Độ pH 7,3 đến 7,4 là nồng độ tốt nhất để các tế bào trong cơ thể hoạt động bình thường. Nhưng do chế độ ăn uống không khoa học, ô nhiễm môi trường, thực phẩm bẩn nên cơ thể của chúng ta mất đi tính kiềm tự nhiên vốn có mà chuyển sang tính axit. Lượng axit dư thừa trong cơ thể là nguyên nhân gây ra các bệnh mãn tính như ung thư, tiểu đường, các bệnh về dạ dày, đường ruột. Độ pH ở các cơ quan khác nhau trong cơ thể là không giống nhau. Nồng độ pH là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Độ pH của cơ thể có khả năng ảnh hưởng đến mọi tế bào trong cơ thể. pH của máu có tính kiềm tính thay vì có tính axit và sẽ tác động tích cực đến mọi chức năng của cơ thể. Bộ não, hệ tuần hoàn, thần kinh, hệ cơ, hệ tiêu hóa, hệ hô hấp làm việc tốt ở mức độ pH thích hợp. Khi pH của cơ thể bị quá chua, cơ thể dễ bị bệnh như tăng cân, bệnh tim mạch, lão hóa sớm, các vấn đề về thần kinh, dị ứng, ung thư. Khoa học hiện đại đã chứng minh rằng các tế bào ung thư không thể tạo ra được trong môi trường kiềm yếu của cơ thể. Tế bào ung thư chỉ sinh ra trong môi trường cơ thể axit. Nếu bạn bị ung thư, có nghĩa là cơ thể bạn có tính axit. Nhà khoa học Otto Warburg người Đức, người đạt giải Nobel sinh lý học và y khoa năm 1931, đã có phát biểu về nguồn gốc của bệnh ung thư như sau: Các tế bào ung thư có tính axit và hoạt động mạnh trong môi trường axit, trong khi các tế bào khỏe mạnh mang tính kiềm. Lời khuyên của chuyên gia, giáo sư bác sĩ Hiromi Shinza nổi tiếng thế giới, hàng thập kỷ qua chúng ta đều đã biết sự quan trọng của chế độ ăn uống có nhiều chất kiềm nhưng chúng ta đã không thực hiện được một chế độ ăn uống kiềm hóa hoàn hảo bởi vì chúng ta không thể ăn đủ thức ăn có chứa kiềm. Bằng những gì chúng ta đã làm với nguồn nước uống, chúng ta có thể giúp cho cơ thể thay đổi độ pH từ axit thành kiềm tính một cách dễ dàng. Tiến sĩ, bác sĩ Robert Young dành cả cuộc đời để nghiên cứu các nguyên nhân thực sự gây bệnh ở cấp độ tế bào, đặc biệt dinh dưỡng tế bào. Các nhà nghiên cứu tin rằng bệnh được gây ra bởi nồng độ axit dư thừa làm suy yếu toàn bộ hệ thống hoạt động của cơ thể. Điều này buộc cơ thể phải lấy khoáng chất là canxi, magie từ nội tạng, xương để rồi cơ thể dễ bị loãng xương, ợ nóng, khó tiêu, lượng đường trong máu tăng, thừa cân. Cách dễ nhất để giúp cơ thể của bạn có được kiềm là uống nước có tính kiềm. Việt Nam chúng ta thuộc 5 quốc gia có nguồn nước bị ô nhiễm nhất thế giới. Khoảng 1 phần tư số hộ gia đình sử dụng trực tiếp nước ngầm không xử lý ở ngoại thành Hà Nội bị ô nhiễm arsen, tập trung nhiều ở huyện Thanh Trì và Gia Lâm. Theo thống kê của United Nations Environment Program, chỉ ra có tới 60% nguồn nước trên các dòng sông của ba châu lục Á, Phi, Âu bị ô nhiễm. Theo UNICEF, năm quốc gia có nguồn nước ô nhiễm nặng nhất: Indonesia, Thái Lan, Philippines, Trung Quốc và Việt Nam. Tại Bangladesh, gần 1,2 triệu dân phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm khi chỉ có 15% là nước sạch đạt chuẩn. Ở Ireland có khoảng 30% các con sông bị ô nhiễm trong khi tần suất sử dụng chúng ngày càng cao. Asen là chất gây ra 20 bệnh khác nhau, gây ung thư bàng quang, da, thận, phổi. Sử dụng nước nhiễm asen là cơ hội để các tế bào ung thư xuất hiện và phát triển. Thực trạng nguồn nước tại Việt Nam, nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, chất độc hóa học hậu chiến tranh, các loại hóa chất khử trùng, clo khử trùng nước sinh hoạt, tẩy trắng sợi vải giấy, đường ống rỉ sét, đóng cặn. Theo thống kê mới nhất của Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung bình mỗi năm có khoảng 9.000 người tử vong vì ô nhiễm nguồn nước. Trên 200.000 trường hợp được phát hiện ung thư mà một trong những nguyên nhân là do sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm. Hiện cả nước có hơn 770 đô thị, trong đó có 2 đô thị đặc biệt, 15 đô thị loại 1, 14 đô thị loại 2, 53 đô thị loại 3, 65 đô thị loại 4, còn lại là đô thị loại 5. Tuy vậy, tỷ lệ dân đô thị hưởng dịch vụ thoát nước chỉ chiếm khoảng 60% và tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý mới đạt khoảng 12%. Điển hình như tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, phần lớn nước thải sinh hoạt không được xử lý đổ thẳng vào các ao hồ, sau đó chảy ra các con sông lớn tại vùng châu thổ sông Hồng và sông Đồng Nai Sài Gòn. Trong khi đó tại Việt Nam, hiện vẫn còn khoảng 20% hộ dân trên cả nước phải dùng nguồn nước ao hồ, kênh rạch bị ô nhiễm để phục vụ sinh hoạt. Ô nhiễm nguồn nước còn gây ra nhiều thiệt hại về kinh tế, nguồn nước ô nhiễm cũng khiến năng suất cây trồng bị giảm sút nghiêm trọng. Việt Nam đã đạt chuẩn nước sạch uống tại vòi chưa? Có nhiều thắc mắc rằng nước máy đun sôi có uống được không? Dùng nước máy có thể nấu ăn được không? Câu trả lời là gì? Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì nước máy đun sôi không thể tiêu diệt hết được toàn bộ vi khuẩn hay virus gây hại. Ở nhiệt độ 100 độ C, nhiều loại vi khuẩn vẫn còn tồn tại, đồng thời cũng không thể loại bỏ các kim loại nặng. Nguy hiểm hơn nữa là sau một thời gian, tế bào xác của các vi khuẩn sẽ bị phân hủy, tạo ra môi trường lý tưởng để tái nhiễm khuẩn diễn ra. Mặt khác, quá trình đun sôi nước máy bằng bếp ga hay bếp điện đều có chi phí không hề nhỏ. Vì vậy nên tìm ra giải pháp giúp nguồn nước sử dụng đảm bảo an toàn và tiết kiệm chi phí nhất cho người dân. Nước máy có sạch không? Vì hệ thống và công nghệ xử lý nước ở Việt Nam còn chưa tốt, nước đầu nguồn khi vào sẽ được lọc sạch bụi bẩn, cặn, rong rêu và sử dụng clo để loại bỏ một số kim loại nặng. Vì thế bạn không thể uống nước máy trực tiếp được. Bên cạnh đó, chất lượng hệ thống đường ống dẫn nước tại Việt Nam chưa ổn định, đường dẫn nước lâu năm không được thay mới hay bảo dưỡng thường xuyên sẽ bị rỉ sét, đóng cặn bẩn, nên khi nước đi qua sẽ bị nhiễm kim loại nặng chứa cặn bẩn. Đặc biệt, nguồn nước máy tại Việt Nam có độ pH rất không ổn định, có nơi mức pH giảm xuống đến 4 đến 4,5 và thường trong nước máy sẽ chứa nhiều clo, sunfua, cặn thô cùng các loại ký sinh trùng khác. Hiện nay bảo vệ môi trường, đặc biệt là bảo vệ tài nguyên nước đang là vấn đề được quan tâm ở toàn cầu. Ở Việt Nam, nguồn nước các sông, kênh rạch, hồ chứa đang chịu tác động ngày càng nặng nề do các ô nhiễm nguồn nước từ đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư nông thôn các hoạt động nông nghiệp, giao thông thủy và các hoạt động khác của cộng đồng, do đó, phòng chống ô nhiễm nước là công việc hết sức cấp thiết. Ở Việt Nam chúng ta có hai nguồn nước chủ đạo, nguồn nước ngầm và nguồn nước mặt. Do đặc thù của khí hậu nên tất cả nguồn nước ở Việt Nam đều chứa rất nhiều các tạp chất vô cơ và hữu cơ, các vi sinh vật, các loại khí hòa tan, các kim loại nặng. Đặc biệt trong những năm gần đây, hiện tượng trái đất nóng lên và ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Điều này làm cho nguồn nước có màu đục, có mùi tanh hôi. Nước rất cần cho sự sống của con người và của sinh vật, nước là bộ phận không thể tách rời đối với mọi hoạt động của xã hội, công nghiệp, nông nghiệp, vui chơi giải trí. Để đánh giá chất lượng nước cũng như mức độ gây ô nhiễm nước có thể dựa vào một số chỉ tiêu cơ bản và quy định giới hạn của từng chỉ tiêu đó tuân theo luật bảo vệ môi trường của một quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế quy định cho từng loại nước sử dụng cho các mục đích khác nhau. Giải pháp mới, công nghệ nano Disrupto số 1 Hoa Kỳ Nano Disuctonil công nghệ lọc hấp thụ điện tử giải pháp lọc hàng đầu thế giới. Lõi lọc Nano Disupto-New là thành quả của công trình nghiên cứu vật liệu học của công ty Agonit USA. Sản phẩm được tài trợ nghiên cứu bởi NASA, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ, nhằm mục đích phát triển bộ lọc nước trên các con tàu vũ trụ của NASA. Công nghệ Disupto được cấp bằng sáng chế bởi Astrom. Lõi lọc Nano Gersi Công nghệ lọc hấp thụ điện tử giúp loại bỏ 99,9999% vi khuẩn, virus và nhiều chất gây ô nhiễm khác. Thành phần có chứa chất khử trùng bạc giúp chống vi khuẩn, ngăn ngừa tái nhiễm khuẩn. Than hoạt tính cao cấp giúp khử mùi hôi, chất hữu cơ, clo dư trong nước, cho hương vị nước thanh mát hơn. Duy trì tính toàn vẹn của nước, nó có hiệu quả loại bỏ các mầm bệnh và các chất gây ô nhiễm trong khi duy trì các khoáng chất cho hương vị. Không lãng phí nước khi lọc, quá trình lọc không sinh ra nước thải, tránh lãng phí tối đa khi sử dụng bộ lọc Dissuto. Lợi ích của bộ lọc Nano Disupto Tiết kiệm năng lượng bền vững, nó cung cấp tốc độ dòng chảy rất cao ở áp suất thấp hơn, giảm so với các công nghệ cạnh tranh với hiệu suất loại bỏ sinh học tương ứng. Duy trì tính toàn vẹn của nước, nó có hiệu quả loại bỏ các mầm bệnh và các chất gây ô nhiễm trong khi duy trì các khoáng chất cho hương vị. Không lãng phí nước khi lọc, quá trình lọc không sinh ra nước thải, tránh lãng phí tối đa khi sử dụng bộ lọc Disupto lõi lọc Disupto đã được Hiệp hội NSF của Hoa Kỳ thông qua và chứng nhận đạt tiêu chuẩn NSF ANSI 42 và 61 đối với nước uống. Chuẩn NSF 42 là chứng nhận liên quan đến việc cải thiện nước uống bằng cách giảm các chất gây ô nhiễm, cụ thể liên quan đến thẩm mỹ hoặc không liên quan đến sức khỏe có thể có trong nước. Chứng nhận này áp dụng cho lọc nước uống. Đạt chứng nhận USP Class 6, chứng nhận của Dược điển Hoa Kỳ và Công thức Quốc gia USP NF về khả năng tương thích sinh học của vật liệu nhằm khẳng định rằng không có phản ứng có hại hoặc ảnh hưởng lâu dài đến cơ thể do hóa chất bị dò dỉ ra khỏi vật liệu nhựa. Đây là tiêu chuẩn ống mềm dẫn dược phẩm cần có. Đạt chứng chỉ ISO 9001, 14001, 45001 và lâm nghiệp cho toàn bộ hệ thống sản xuất, quản lý, môi trường, chất lượng và an toàn đã được thử nghiệm nội độc tố. Nước ion kiềm là loại nước được tạo ra dựa trên công nghệ điện giải nhằm phân tách các phân tử nước thành ion H+ và OH- với tính kiềm hoàn toàn tự nhiên đây là loại nước uống rất tốt cho sức khỏe, giúp tăng đề kháng, phòng ngừa bệnh nhờ bốn đặc tính quý, tính kiềm như rau xanh, phân tử nước siêu nhỏ, giàu vi khoáng tự nhiên có lợi và đặc biệt là giàu hiro chống oxy hóa mạnh. Nước điện giải ion kiềm giàu hiro cũng là loại nước duy nhất hiện nay được Bộ Y tế Nhật Bản và nhiều quốc gia trên thế giới khuyên toàn dân nên sử dụng. Nước ion kiềm có độ pH xấp xỉ 8,5 đến 9,5, tốt cho sức khỏe, dùng uống trực tiếp mà không cần đun sôi, mang vị dịu mát tự nhiên rất dễ chịu, đem đến cảm giác trong lành và thanh khiết cho người uống. Từ xa xưa, các nhà khoa học đã phát hiện nhiều khu vực nước khoáng ngầm có tác dụng hỗ trợ hồi phục cơ thể, tăng cường sức khỏe như ở Himalaya, Trung Quốc, Lourdes, Pháp, Tlacote, Mexico, Nordenau, North, Đức, Delhi, Ấn Độ. Giữa năm 1931, các nhà khoa học Nhật Bản đã tiến hành nghiên cứu tính chất của những nguồn nước diệu kỳ và nhận thấy loại nước này có các tính chất đặc biệt như nước tồn tại ở dạng ion, giàu hydrogen, giàu kiềm, nhiều vi khoáng và có cấu trúc phân tử siêu nhỏ. Dựa vào các đặc tính đó, những năm 1940, nhà khoa học Nhật Bản đã sử dụng công nghệ điện phân, điện giải để tái tạo và nâng cấp nguồn nước quý này, tạo ra các loại nước chức năng điện giải mới tốt cho sức khỏe. Đó chính là nước ion kiềm, alkaline, ion này, water. Nước ion kiềm tự nhiên giàu Hero được tạo ra từ máy lọc nước ion kiềm, sử dụng công nghệ điện giải hoàn nguyên chính thống từ Nhật Bản, có thể khái quát quy trình tạo ra nước ion kiềm bằng hai giai đoạn. Giai đoạn 1, nguồn nước đầu vào đạt chuẩn sẽ được lọc qua bộ lọc nước thông minh của máy điện giải. Bộ lọc nước này thường có từ 3 đến 7 tầng lọc, giúp loại bỏ tạp chất, vi khuẩn, chất độc hại như trì, dư lượng clo, chất xử lý nước, rỉ sắt mà vẫn giữ được khoáng chất tự nhiên thiết yếu và phù hợp với cơ thể canxi, kali, magie, natri Giai đoạn 2, nguồn nước sạch dòng vi khoáng tự nhiên tiếp tục được đưa vào buồng điện phân có cấu tạo từ 3 đến 13 tấm điện cực titan phủ platinum nguyên khối giúp phân tách và tái cấu trúc phân tử nước. Ở điện cực âm, nước tạo ra chứa nhiều ion OH- và H2 hơn ion H+, làm nước có pH lớn hơn 7 nên được gọi là nước ion kiềm. Ngược lại, ở điện cực dương tạo ra nước ion axit bởi thành phần nhiều ion H+, hơn ion OH-. Với sứ mệnh 1 triệu người Việt Nam đầu tiên được sử dụng nước tốt đến năm 2025, Chúng tôi ra đời và thành lập GC ProSoft trên 63 tỉnh thành nhằm đáp ứng, phục vụ, chăm sóc và đưa nguồn nước tốt tới người dân với văn hóa doanh nghiệp. GC ProSoft thay đổi nguồn nước, đổi cuộc đời vì một triệu gia đình đầu tiên sử dụng nước ion kiềm giàu hydrogen. GC ProSoft với văn hóa doanh nghiệp, sáng tạo, kỷ luật, đoàn kết, biết ơn và báo đáp. Cam kết, chúng tôi thành viên GC ProSoft cam kết cùng nắm chặt tay nhau, sát cánh bên nhau, sáng tạo, kỷ luật, đoàn kết biết ơn báo đáp lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng gc pro shop sáng lạc xin kính chào quý vị và các bạn thái độ phục vụ của chúng ta xin kính chào quý khách xin mời quý khách ngồi xin lỗi đã để quý khách phải đợi lâu cảm ơn ý kiến quý báo của quý khách hàng cảm ơn quý khách đã quan tâm rất cảm ơn chưa giúp được gì cho quý khách tôi thấy ngại quá vì quý khách chúng tôi xin phục vụ hết lòng xin chân thành cảm ơn quý khách GC ProShop, tính điều của doanh nghiệp Điều 1, phụng sự xã hội là sứ mệnh của chúng ta Điều 2, chia sẻ học tập là trách nhiệm của chúng ta Điều 3, nâng cao sức khỏe cộng đồng là mục tiêu của chúng ta Khẩu hiệu GC ProShop GC ProShop là tập thể như thế nào? Nhiệt tình, năng động GC ProShop là tập thể như thế nào? Đoạn kết tốt, kỷ luật cao GC ProShop là tập thể như thế nào? sống và làm việc có trách nhiệm. GC ProShop là tập thể như thế nào? Sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp. GC ProShop là tập thể như thế nào? Tôi yêu chính tôi, tôi yêu mọi người. GC ProShop fighting, fighting, fighting.